Và em cho anh hỏi là em thích tông mùi như thế nào? Dạ em thích tông mùi mát nó nhẹ nhàng. Nice. Và em cho anh hỏi là em thích cái tông mùi kiểu như thế nào? Em thích mùi mát anh ạ. Thích tông mùi mát, nó dễ dùng, đi đâu cũng dùng được. Và em cho anh hỏi là em thích tông mùi như thế nào? Dạ em thích tông mùi mát, thuần khiết anh. Và hiện tại là một năm em tốn khoảng bao nhiêu tiền nước hoa? Dạ cỡ 7-8. Và một năm em tốn khoảng bao nhiêu tiền xài nước hoa? Dạ tầm dưới 50. Dạ tầm dưới 50. Và hiện tại một năm em tốn khoảng bao nhiêu tiền nước hoa? Cứ trung bình mỗi tháng là một chai thôi. Mà số cũng khá khá thôi. Và hiện tại cái tủ nước hoa em tổng trị giá là khoảng bao nhiêu tiền? Hiện tại em cũng chưa đủ kinh tế để sưu tầm một cái tủ nước hoa như vậy. Rồi anh cảm ơn em. Và câu hỏi cuối cùng anh muốn dành cho em là tổng trị giá của tủ nước hoa em tầm khoảng bao nhiêu tiền? Tính thời điểm hiện tại chắc tầm hơn 10 củ xíu anh ạ. Cảm ơn em. Và hiện tại cái tủ nước hoa em tổng trị giá là khoảng bao nhiêu tiền? Dạ em chưa có đủ tiền sưu tầm một tủ đâu anh. Cảm ơn em rất nhiều.